Rồi, chào mọi người đã trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người xem video thì liên hệ xuống hỏi trên màn hình nha. 034 810 843 nè. Video hôm nay là một trong những video hành lý giảm giá các mặt hàng cuối năm ha. Mọi người chốt hàng thì nhắn tin giùm em. Tại vì trong mấy cái video này nó rất là nhiều các món hàng nên gọi điện thì nó sẽ không nhận được hết mấy cái cuộc gọi của mọi người nha. Cho nên mọi người cứ nhắn tin vô chốt hàng. Món nào còn em sẽ ok chốt ha. Còn món nào hết thì có thể là em sẽ không nhắn tin trả lời. Rồi, hôm nay là cái video này là số 4. Video này đồng giá là 150.000 một món nha mọi người. Món nào cũng bằng giá 150.000. Mọi người chỉ cần nhấn mã số. Đây, đầu tiên là cái cưa nè mọi người. Cưa ha. Cây cưa sắt. Đa số các món hàng giảm giá này là nó đã được đăng trên kênh rồi nha mọi người. Cho nên mọi người muốn xem chi tiết rõ thì coi lại mấy cái video trước. Video hôm nay là em chỉ nói sơ qua mọi người cho nó được nhiều món nha, cho nó nhanh. Rồi video 46, xin lỗi là mã số 46, cái cưa sắt. Đây, cưa sắt hai mặt lưỡi nha, mình xài được hai mặt lưỡi. Rồi, này có điều chỉnh góc 45 độ luôn nè. Cái cán này bằng nhôm mọi người, đầu nó bằng nhựa, cưa sắt cán nhôm, mã 46 ha. Rồi 47 là một cái cạo bonsai. Cạo này cạo cành nha mọi người, cạo cành cây. Cái này là chuyên bên mấy cái dòng bonsai mà như cây tùng đó thì rất là cần những cái cạo như vậy, vì cái tùng nó rất là khó chịu nha. Cái da nó thì mọi người cũng biết, vô kẽm đồ mình đụng chạm vô cái da nó rất là dễ bị cháy da ha, nứt da này kia đó. Chỉ còn cách là mình dùng cái cạo này, nó sẽ ảnh hưởng rất ít đến cái da cây. Cho nên người chơi tùng rất là cần mấy cái cạo này để sử dụng đó. Cái này, cái thân cạo này bằng đồng mọi người, cái ti nè. Còn đây bằng sắt nha, ti bằng đồng. Rồi mã cái cạo này là 47 nha. 48 là một cây liếc dao, cây liếc dao của Nhật. Đặc biệt cây này là liếc dao siêu mịn luôn nha, nó liếc bằng cái sứ. Đó là một cái cây sứ, liếc bằng cái sứ nha, chứ không phải bằng cái hợp kim thép như là bình thường mình hay thấy ngoài chợ. Cây này bằng sứ. Rồi, mã là 48 mọi người. Đây, 49 là một cây mỏ lết nhôm của Top. Đây, full nhôm luôn, mở được từ 16 đến 68. Đó, miệng nó nè, hoạt động ok. Mã 49 mọi người. 50, đây là cây đập thịt khổng lồ luôn, siêu to. Đây, full bằng nhôm mọi người, cán bằng gỗ. Đặc biệt nó có nhiều mặt để đập nha, mỗi mặt là nó khác nhau hết nè. Mặt phẳng nè, nhấp này gần sóng, này đinh. Này một một cái nha, gờ rồi. Đó. Rồi mã là 50 mọi người. Rồi 51 một cái do ống. Cái này để do ống đồng, ống nhựa vẫn được. Đây lưỡi hợp kim nè, rất là bén. Lưỡi nó rất là cứng. Đặc biệt nó do tự động nha. Đây. Tự động xoay một chiều á, giống cái clip xe mình đó. Nó chỉ chạy được một chiều á, chiều lại nó không chạy. Đó. Đây của Eco luôn nha mọi người. Đây, Eco của Nhật á. Rất là chắc chắn nha, nó đây bằng thép nè. Đây bằng nhôm. Rồi mã 51 à. Rồi 52 một cây mỏ hàn của thằng God.
bỏ hàng gót full dây công tắc luôn. Đây đầu hàng nó nè, bỏ hàng này công suất là Japan sản xuất nè, công suất nó là 38W nha mọi người, xài điện 100V nha. Rồi mã 52. Rồi 53 là cái bộ cái gờ-le, cái gờ-le điện xài cho bình hơi mọi người. Đây có hai cổng nè, vô ra. Đây ba van luôn, ba cổng luôn. Là nó có nghĩa là hơi qua nó xài được áp nè. Nó áp suất á, áp suất đóng mở cái van mọi người. Đóng mở động cơ á. Wow. Xin lỗi, là đóng mở cái động cơ. Đây cái đường dây này mình sẽ câu vô động cơ nè. Nối tiếp qua động cơ, qua công tắc ổ điện. Rồi đường dây này là vô bình hơi áp nè. Khi mà mình bật công tắc lên mới bơm, nó bơm lên. Và nó đang không có áp ha. Nó bơm lên 0.9 MPa. Có nghĩa là 9 kg, bơm lên tới 9 kg đầy. 9 kg cái này nó sẽ hoạt động. Nó sẽ ngắt ha. Ngắt là mình ngắt động cơ. Tắt máy. Rồi cái mình xài tuột hơi xuống 0.2 là 2 kg. Nó sẽ mở động cơ trở lại và bơm lên. Đó. Ứng dụng của nó là như vậy mọi người. Nè, Advan van là nghĩa là khí, vành khí. Rồi. Cái relay khí này có mã là 53. 54. Rồi 54 là cái này. Đây cũng băng của Việt Nam xưa nha mọi người. Máy băng cassette Việt Nam hồi xưa. Cái này dùng cho mọi người decor đồ rất là hay ha. Đang trồng băng nè. Mọi người có đài đúng không? Để decor rất đẹp. Băng các loại luôn. Ca nhạc. Đó. Rồi. 2, 4, 6, 8, 9. 9 con băng mọi người. Mã là 54. Rồi cuối cùng là cái đèn đây. Cái đèn này đèn LED nè mọi người. Đèn LED này mới về mà nó bị gãy à. Nó gãy chỗ này nè. Mọi người xem nha. Gãy nha. Nhưng mà vẫn sáng, vẫn cháy nha. Đây là nó xài pin đây. 3 viên pin 2A, 3A. Nó dùng pin tiểu á, em quên là pin mấy A đó, nhưng mà pin tiểu nó xài đồng hồ á. 3 viên nha. Rồi bỏ vô là nó sáng. Công tắc nè. Đó, đã test rồi mọi người. Đèn LED nè. Hai cái bóng LED. Nó quay vòng vòng được nè. Nó bắt vô tường á, quay quay. Cơ chế của nó là như vậy mà nó gãy nha mọi người, nó gãy chỗ này nè. Mọi người chú ý nha. Này dán lại cũng được. Dán cố định nó vô đây luôn. Đó, nó vẫn quay được. Cố định nó trên thôi. Bắt ốc lại mọi người, đây xuyên con ốc này qua luôn đi luôn à. Siết 28 là nó cứng à. Đó, siết ốc rồi như vậy. Bắt hai đầu. Vậy nè, đó. Đây công tắc. Rồi. Đèn LED là mã là 55 ha. Tất cả đồng giá là 150.000 một món mọi người. Đó, có mã là 150.000 ha. Rồi, em kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người.